À, thì tôi nói chúng tôi đang từ xa C hay là C++ plus vì chỉ language mỗi đại ở chỉ tôi xem rạp dương đại riêng IT nó cứ giờ chập làm riêng vì vì đôi chỉ ca riêng sạc ca xong công chẳng hạn bà ca ở vô lời school làm phi vậy đó thì chỉ code bà ca sập đam C đi dương riêng có kho chẳng hạn bà dương C thì nào ta na bà ở anh ấy cứ dương riêng tập bông chúng mình programming nó cứ dương từ xa vi sinh đảm bảo những score pi cứ programming cứ nơi dùng nguyên C hay C plus nâng đó xin chỉ là tập này riêng nơi score mình thay riêng nơi score này đấy là như chập ông pi mua được than cứ ở phụ nâng bán bản thân này là cái này riêng IT to từ mục tiết để nâng programming sửa và việc admin miền cả đã đủ để phụ là bây giờ dân che hành năng dân vô năng dân khăn năng tới bây giờ dân riêng lên vị xem tiết bên đây thay dân riêng programming là vị xem tiết cứ việc và hạ cái này chứng dân ai thuê ca trực tiếp hay apply tới lượn mình là dân ai mù nào dân mù vì lên vị dân từ lên vị mới tiết lượn cái này dân riêng dân miền tiền tầm mà lên vị C C plus năng tề tất bà dân ai mình lên vị từ ho miền Java miền C sharp miền PHP và miền Node.js miền Laravel những cái strategy language mấy mấy đại dân tự đăng hay đại cái Yopra càng như chạy đấy nữa này những chất tiết đầm rơi dân đại cập phong tại xuất xa U1, U2 nữa dân tự phát xoay không bằng practice về mình tên và xin nên trong file chỉ program programmer nữa bạn để programmer này sẽ code đọc một cái này sẽ code đọc lươn đọc trầm trời nhớ nè xin nhận thử bạn nhìn thử một cái C C plus nâng môn sân máu mình bằng một cái khăn các bạn này còn là mình mua được than cứ bà an code cho sẽ code chính nữa bà sẽ compile cho ran bà cái đã càng em sẽ xe tới chính là mồm mồm tới anh cứ về và cứ về được bây giờ từ điện language tiết cứ những ai apply bạn lươn bởi vì những ai chập 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 bán nữa bà nên cứ bạn nắng ok tập chân tập xong cho mà lại code nhầm tính má hay xong review từ cái tập liên tục nhé bà nếu như bạn liên C hay là C plus C programming mà nếu bị chán bà lấy xong review vẫn tích để tập tôn cho mình là C plus plus programming và dẫn bà tìm mới cứ nhóm bạn đến tập tôn basic mình mua cứ nhân viên lại nick cứ ở nhóm đạo pha là xong xong mùi tiết file là có nhóm đăng ở account mới hay nhóm đăng upload tới hàng lớn hay là tập hình đăng download cho bán xem rạp mơ ở chưa bà chịp chỉ code sản phẩm nhưng mơ chỉ soft code là soft code là sản phẩm nhưng mơ về điện click những ai scan review về mơ sản phẩm bán đấy và nhưng mà upload thằng lớn là nhưng mà thì là log in mình viết đấy trong những phần việc ra tiền đấy và ta hãy lấy nhưng xong phải vô review bằng tích tiết và ơi nick cứ nhưng đã tha ở xong xong mới nick và file viết từ .cpp hay nhưng bạn prime id này sản phẩm cc làm bài cc c plus hay ở này cứ chỉ code basic và đi những anh dạy bạn hello world là đi những riêng C programming từ bone chứ nhá và crew ai phải riêng lớn ai phải riêng lớn là xong sự cao chứ người đây nhiều riêng ở thằng mấy anh này ai dỗ hay từ một tổ học này và thì mới xong nhưng xong review mà sang tiếp hay là thế này đại đại miền bắc nhà hà đại miền bắc nhà hà mình thay này cái gì đại cầm phong tại miền bắc nhà hà rồi có ở dỗ trong lại nam mũi ai cả xưa nhiều mấy này xuống phim phim mà xuống phim phim đất nhiều giờ học này đấy cái này để dân xuống tới xuống á bạn này ta ca biển với dân miền ca sĩ chồng vợ chẳng hạn và thôi miền ca chơi long nên tới ok lại là đây dân spectacle những xua màu và mà khai chứ này tòa dân hiên xua bản dân là khai hán khai hán hiên xua bản dân hiên bản dân đăng tha vì miền ở tận đây bập na vì mà em mà chẳng hạn và chúng xôm chỉ dân xua về đây ở chỗ trong lại nam mũi nữa và cùng mấy đến vì miền tràn to từ một tiết đấy và hiện thời giờ hay vậy thằng khán nó gửi hay cho này tăng ni practice về bản tràn tụi bay lên với cái đó bạn practice về tới what we had to say we bản thân bạn còn để mơ hai ở practice bạn đây ta nên thế nên là ở store chuẩn bị những công tác sẽ có được đấy chúng ta cả ở bạn thấy cả practice về bản tràn nhé bạn ok này cứ chỉ tiếng từ bộ mũi để ta code từ bộ mũi và robot C++ nhưng bạn bật cắt file mũi chúng ta sử dụng one chất đọc CVP và .cpp ni kata extension របស់ file មួយ ba ដែល file ហ្នឹង គឺ file for c++ ប៉ុន្តែ ne ba នេះ អាច ប្រើ IDE ផ្សេង ទៀត ក៏ បាន ដែរ ក្រៅ ពី ហ្នឹង ណា មាន ដូច ជា dev c++ មាន ដូច ជា turbo មាន ដូច ជា bolan ba នេះ ខ្ញុំ ប្រើ vs code ណា ធ្វើ azure studio code មក ប្រកាស file ហ្នឹង មួយ ណា ឥឡូវ មើល file basic នេះ គឺ ជា code hello world ដូច ញ៉ាំ រៀន c programming អញ្ចឹង ណា ba អី តោះ នេះ ឃើញ screen share ទេ ba ឃើញ ដែរ khơi crew khơi và những xong review một sao thế review một include io stream và này cứ cái hạt hạt được file đó rồi giờ riêng nó c c cái c programming mà này và thọ riêng năng thế thọ riêng c programming thế này
C programming Club kia with club. bà đây đã include cái bà include stdio chứ này main not dot h hay void cái void main chứ này bà đưa cái in main main not bà void main má hay cái gì mấy cái gì ở system clear má cái này bà ơi ở clo seo ấy clo seo anh đi hát cái clear screen này nè bà clear screen anh nói không phải sang C program ấy đồng bài print hello với thôi mà này cái prague print print cái gì print print f main not nè xin tạm phổ biến này hay bạc đọc phốt và anh cứ xin tạm phổ biến hay khẳng cái cứ miễn sumi cái lầm này nè khẳng cái sự cứ tra miễn sumi cái lầm và sumi cái lầm anh xin tạm phốt C programming và dùng para print này sản phẩm dùng output cái output content output biệt tích output tích rồi còn là bé để dùng trong ở vị trí được lại result screen này được dùng anh chỉ thằng output screen này và phải output screen để user mở khởi này bây giờ ran đấy này cứ lại nó cứ dùng say hello world chứ hello world này phải này tonat ni hello world chứ nó cứ chia code C programming tonat hello world phần năng rồi có in main chứ cái miền đó này ID khác dùng say in main chứ kia cứ đôi chi C đây bà chứ như thế import hai file mới nó khác như thế say syntax bấm này tonat bà như miền bậc ca variable cái miền in main này bà miền cái miền in bà miền flow dot miền nào miền này miền độ ball này bà nó ca bậc ca nha bà miền đi khnía này dot dot mà chứ miền ca đi khnía nha đi khnía vì miền ở input output miền này miền scan ở miền print miền miền scan miền này mà scan cái scan f này anh nó sẽ đáp cho tận đây miền này tam cái tam ở tập hết tận đây để dùng cho pick keyboard ở you ở nơi đây để cái rằng để dùng cho pick keyboard đây nè bà ok nên cứ chỉ ở cái nó có nông pizza programming C bà C ở đây dùng một biết nghiệm mà mới C play dùng cả không như đại cứ ở dùng được hơi đó hết được file phải dùng dùng từ chấm bà cứ dùng para include cái bà cứ include io stream include io stream bạn biết chỉ header file mới bạn nó cần import những thứ bạn nó form nó mình header file form nó library form nó function function mục nghĩa càng nhất ở đây chăm bắt nhưng mà prap prap nó không programming phải nhớ này cái line code tray tray này obvious slash slash này bạn nói thay anh ấy cứ comment này comment bạn nói thay dùng ở code ra này anh ấy cứ dùng comment này bạn nói code nó cứ ở execute đấy này vì ở an này vì đồng long cháu này nó cũng chăng lên được không từ bông chăng lên là bạn anh ấy dùng tray tray chứ bạn nói thay cột nó cứ bị ắt án đấy cứ bị đồng lòng chào mình là vì chỉ comment thôi dưới này đi vào lòng comment đấy nè bà ok nhưng nó khi đó using them space bà dùng sẽ bấm nâng bà sẽ using them space mà std mà nè bà nó cứ một block header và thông mà tiếp cứ tạo tôn dùng một tên main function nhưng ở đây mà đây tham main main nó gọi là mê nè bà function mê nè cái lại để cột nó cho bắt đầu ra nè bà cứ dùng sẽ in in main bật bật này máu bà đã bà bật bật ở đầu bảng này máu hay các nó cứ chỉ cần thân code để dùng trong CC này, đã trong CC. Thì mới dùng para system clear này, cứ việc smart đằng C, L, O, S, E, O này, cứ clear screen này, nó không phải xa C programming. Nó không C phần plus, cứ cái para system clear này, cứ sản phẩm clear screen chắc. Bà. Clear console screen chắc chắc bị môn màu này. Bà. Mới thích tự tôn đằng cái output đằng này, tự can output screen này, cứ dùng para C, L, C, O, U, T, bà, C, L. Bà này nè. Bà online hay return return zero nè cho nên này ai try sẽ say code năng máu bớt xin như là toàn cho bạn thấy ai try xem nè là bây giờ mình đang viết cái hello welcome C++ programming nè ok chứ nên là này mình IDE via run tam IDE là bọn này ai chứ nhưng mà đang có nông VS code nè nhưng chụp lại này máu hay mình đang pop up nó không terminal nè bà anh ấy cái lại output screen phải nhôm bà nó cứ nó lại này chạy terminal nè bà chương video ca pe mà bạn bạn run chúng ta sẽ biết bài này nó hơi hơi như này hello bà ơi C++ bà welcome C++ programming ní cứ chia là bell cái gì thà string cái bịa bịch đấy những bạn sẽ thấy nó con ông này nó con ông sắt mình C out bà chẳng hạn nó cứ xin tạo con ông C++ toàn á chẳng sẽ tập năng máu cứ này ai chấp đam liên code C++ bà này này vô bà tìm cứ header file bà tìm cứ in main function đấy in main function sẽ ấy sẽ đọc bằng hai hai mươi tiết cứ lại and ấy cứ bạn cứ break line à đi thân rồi đấy bạn thấy mấy bạn thấy ha bài dạng thật đã chẳng máu cứ raw để trong bên trong này sẽ tầm in men cứ dạng thật đã đi thân rồi cho bên nào cái nước ăn từ này biết cứ men thật đo bên trong này này cam thì đó bạn lại trong bên trong này cam thì để ra nó này anh sẽ chuột nên đã define đi thân rồi đồng bạn thấy cũng not say à đi thân rồi đồng cháu nữa bạn nó xin tạo phải nhớ này ok tạo mình dừng máu đấy để tôi một phần admin
bà xem tiếp này bà nãy để lên xem thì Nguyên mua thì thêm có muối cơ. bà giờ này đôi xe ấy chứ như bây giờ như đến thời gian compare compare language mới Đôi được khi này bà language mới được cái language mới tiệt chừng này như đến compare nhưng tới bà này dùng vô là nè ô language này cái xe chơi làm bài output language này cái xe làm bài output chứ như vô là cái này dùng vô là à, cái này chừng chừng này cứ vi sửa như apply từ lên language xe tiệt toán này chơi thời gian sinh kết lập năng ở xin tại vì không nên mà vì không hết từ phần này càng nghe biết cái gì sự điện hiện chứ này bà anh ấy tự tôi programming để dân mang cho làm việc này. Ok tốt ơi TP bà nhưng review từ từ máu bà TP ơi bà cái này dân điện sĩ programming cơ nhưng cái tham mình của bà đấy tại nhưng mình thích máu hay nhưng mình upload đường code ở điểm trong code đường ở bên nhóm internet này nhưng mình điểm trong upload ở anh ấy download từ từ mới hay ai cho từ bà làm bạn ok TP này là tha file sử dụng với nhóm tên tại lời cái bà cứ nhóm bà thì mỗi người dân sẽ include được hiện include IO stream using SPSTD và tổng mặt tiết thì cái này cứ in main function này mình bật lọc vừa lọc này cứ in main function cứ chia function là phải để dân ran thứ cứ việc call càng không năng ta càng không biết thời kỳ khác bài tí mua ấy bài cứ dân sẽ system clear bài này dân clear screen chắc chắc chào bài tí bí cứ dân sẽ see out mà sẽ nhận tre dân máu bí đó bà hay đặt bịa tha my salary box máu bà đọ đọ bí đoàn tiết bỏ mà rồi chối bà đọ đọ bí đoàn tiết bà and I am web developer chứ nè bà mà lái những thôi kìa output data mà thông mà đấy là cứ output mà anh ấy gọi là vì to nế là vì to nế tao là vì phải hai máy salary cái smart mà rồi nè tao nói to 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 bị bớt chứ nè to to cái to to operation to đầu tiên bà string này, string string lên chứ cái này bà dùng to chẳng bàn data này sinh nhà này nè bà này cái hai một block này string á mà bị bớt anh ấy mà cần thân đấy nè bà này mà cần thân đại chứ rồi cái to mà cần thân nhưng phải sinh nhà cái này nhưng phải sinh nhà này tại nó bà đối với anh ấy cứ miễn to ở to này ở to đây này chứ anh ấy cứ mà cần thân thế này mà mua cần thân thế này 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 bà bên tai vì to đời cái to đời này cứ cứ sinh nhà này cứ to đời ở keyword chúng ta e n d l e n d l này cứ nhà bạn phải nhớ cứ online này online cứ smart là anh không phải xa program mình nhỉ tại nó cứ smart là anh chơi này bà bên đây thay là phải đặt and đó lại nó cứ việc đặt lại nhé ok nó cứ basic call để dân bạn output dân say hello world nhớ này bà và nếu cứ dân bán CCR mà rồi bà CCR bà vô đọc bộ đọc đọc mà rồi đọc đọc bà con bà trái trái vô sầm hót bộ bộ chùm rõ hết nè bà bộ chùm rõ bà đi chung rõ chân đi bán đấy mà nó phải để dân iPhone mới cái video mà vô đọc mà đọc bộ đọc mà thấy bà mà rồi bộ đọc mà đọc đọc mà cứ cài sắp bà mà rồi con mà thấy mà chừng tới nè chân mà đây là vì thứ operation đối dân riêng cái lệnh bị chiến nữa nè bộ đọc con trai chừng tới tới nè bà chân nó cứ lên với những vị trí operation chứ anh ấy cứ chia sẻ nhà cái hạt thuật operation chứ xin tặng anh vì scroll là cái này sẽ bật năng tới bạn đây thay những thuật họ bộ này nên lệ năng này bạn ok anh ấy cứ bạn đây thay đọc một cái chọc mà anh ấy đọc một cái chọc tiết thuật cái họ bộ này hay bạn dùng máu cồn chúng ta ok anh ấy cứ chia cái basic mục đích đấy ok sẽ xé này về đi anh ra nước hình thì giả vậy ok anh ấy cứ chia đi giả lấy nhóm bạn iPhone này 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 My name is Chang Mao, bà hello Dara, hello Bona, I am Sudan, này đi phát bộ, phát con, phát đỏ chứ nè. Bà chứng nhận tiền mới tới, này cứ đi giáo, phải nhầm bài bán xe, nó để mô tất cả nạc thông mình. Ok. Chân cho tiếp sân xuân bấy. Bà sân xuân bấy tiện tôi chỉ mua nâng ca, ai score nó vài bó, nhưng xong bà review mình xa tiết. Bà, nếu bà riêng si programming hay, bà sân chỗ vì ai chỗ đó vài bó, cứ ai riêng lương này mình. Bà ấy kia vài bó, score vài bó nữa. Anh nhắc đấy bà anh nhắc đôi dương cái đất xía bà anh nhắc đôi cái thề nhưng phải biết sử dụng tục về đồng lại bà sao nè tục đồng lại bà sao nó có nông memory bà dương cũng chỉ tới vì miền memory nè memory dùng đọc tục tên này bà sao nè bà nó về thì những bật cùng tới vì nó bật thử vĩnh nè bật thử vĩnh ok tí bí kì thông thông data thay cứ bà phê tên này nè nó có nông siêu là cứ miền phê tên này chùm nôn buồn xong khán cứ chùm nôn cốt chùm cốt thư sư phía ở xó cả tạo xía nè bà miền ở chùm nôn cốt miền in miền long bà miền float miền đọc ball miền string miền cha nè miền boolean sẽ đứng không biết sao si programming đấy nè bà này bà và tao bây giờ score và phê chúng mình tập thái nhưng đừng khơi đó ở ca đi clear vài bó nè ca và ca nhận chương ca và ca nhất bên đây cho ở nhận những store chỉ ấy chương utho ca và ca nhất xin tại với cứ bị thì mới cứ để tập thái vài bó ném để tập thái vài bó ném bộ vào dù utho nhưng đặt integer a integer a chẳng in a chứ bà in nó mà biết thay integer biết bên viên đấy bà chúng còn ta lên với những dương sẽ cắt tại int thì to đấy bà tại int thì
hay nó cứ int giật bà mới dùng phải cái x nó cứ chỉ x nó cứ chỉ integer giật nó cứ chỉ là cứ chỉ integer đấy kia giật nó small man còn nó giật nó small man giật small man rồi bạn đã thấy dùng phải cái hai ở sai nhé phải cái giật hai ở sai lại ở rồi bà nó cứ phải cái float y bà ơi string student name bà boolean status bà nó cứ chỉ cái declare variable để dùng đứng mà phải phải đặt hai dùng khác này đang tập này mà này nó này bà ơi chúng mình cốt cốt thuật phía sau hai năng cả tạ vị trí này bà nhìn xong phát cho telegram này cứ chỉ phép đặt thay để những cụ đấng này bà đặt thay bà đặt thay nó cứ chỉ phép tên này này ok nè lấy những cho bạn làm example chạy slide nhé này cứ chỉ cô đại dương ban và cái hai dương ban sẽ xem viết nhưng bạn declare cái x mà đáp y cái x mà pay pi rồi chụp phòng bay bà giật mèo bà sẽ thở bà student name này về nhóm sẽ bạn ấy bạn ấy không phải cả x y z này set thôi này phục vụ này cứ cái hai thao variable variable name x y z status student name cứ chia variable name in in float bool string cứ chia data data thay prophet tên này cái này nhưng đã in được chữ x bạn ấy thay x cứ chia prophet in mày này nhóm đã float z bạn ấy z cứ chia float mày này và với nhóm đã status bool bạn ấy thay status cứ chia boolean ha nhưng đã string name là thành name cứ chỉ phép data type chỉ string nhưng số thằng in cứ chỉ a float cứ chỉ a string cứ chỉ a nhưng đang hay mà nhỉ in này in cứ chỉ phép chúng cột float cứ chỉ to appear và string cứ chỉ so chẳng mà nó chỉ nhận đang hay và chúng ta cần là phép trên này nó không phải C programming có sự điều kiện là có như thế này nhé và cứ cao và càng nhát thấy tôi vô nhát nó một mập ra phát là mấy tục trên này ok lại nick cứ nhóm ban bậc ca hời mình ha bậc ca vi hai vô bên mạng output mẫu này bạn này cứ set mình output chúng ta output cho mau bạn nhập hàng thao value x mau bỏ x chỗ là bỏ x chỗ bỏ z chỗ bỏ x bộ cái y cái đấy tao nát bà value z bộ mau nhóm bộ chẳng mấy này anh em thao view thử operation này dễ thử phần mềm vị thi bộ đọc con chạy dễ này bỏ z mau nem năng mau set thử năng mau ví dụ thao x mau man x cứ smart đọc đấy bà hãy smart đọc được sai nhưng có đo lại biết smart smart đọc hai đại bệnh nhân tham viết đo đầm lại smart đọc được sao tại địa sinh nhà smart địa tận đất cái này smart chương cái này dương sẽ x smart đọc bệnh nhân ăn thằng chuyến cứ chỉ nợ tốc nợ đầm lại ăn thằng đam mê này chương x nó cứ chỉ là nhà đặt tốc đầm lại chấm nút đọc ba chấm nút đọc bệnh nhân này ok chương ra bệnh nhân ra nước viên ba đầm lại tam giác đặc cầm nạp ở dưới tam giác ca cầm nạp thôi dương và anh cứ bệnh nứng ok nhưng xong rằng nó cứ dừng thay đi giả thôi dương anh cứ test nguyên năng ca đi theo vài bộ mũi này ok nè thế bà ơi test variable này chúng nhóm bạn phải hành tên này nhóm mình bà value x y x bộ y cái chứng mà này bà anh cứ nhóm bạn phải hành bài mình mà anh cứ dùng bậc cao về chỉ static hay dùng phải hành mình nhé bà bên này dùng arith viết trên pk bỏ là dùng bậc cao chứ ai đừng lại liền ok ta và tạm tiết cứ video trong cái cứ video nó cứ bậc hết input này bà lần dùng nó khơi nào variable ở này dùng nó khơi nào cả input mà đó chứng người tí mới cứ input đó IO input output đôi dương điện print scan giống này bà print scan bà này cứ dương bà phải ca đầm lại A hay là B nè A là B bà A là B hay nè ở dương phải ca đầm lại hai bà ở lấy đầm lại nó cứ dương ở đặt ở đầm đo đầm lại AVT bà như phải ca A cháu bà phải ca B B cháu đó bà phải tôi mới tiết nhưng ở trong phải đo đầm lại AVP để dương phải ca viết liêm tề bà này dương phải ca đại nhạc năng tề dương trong ban này nhặt pin, mình đọc tốc tần này, ok input, nè, làm bây giờ tập ra cái vậy muối nè, và vậy muối. Chân người nhôm sẽ sử dụng mình tí muối cứ sử dụng cho tần này pin keyboard ta sử dụng mình bán nè để alo ok ai cho tần này pin keyboard ta ai bán đang bán, cứ nè, cứ nhưng mình đã khơi đó CIN nè, bây giờ anh tới ai dạy bạn ha, xin các bạn đấy nè, và CIN CIN các bạn đấy nè, CIN CIN, chân này cứ chuẩn bị mấy cứ CIN nè, và CIN. Viết smart là scan được không phải xa xì programming và xin mà đọc ao dương ao user đây đây nè phải đài programming nhưng ran nâng á ran nó có phong tài ran nâng ao input bình cho tên này tam bây keyboard edit data by keyboard nè mùi lái này cứ bạn này tầm mạch ở CL input value A và value A và xin mì cái lấm và xin xin A cái bà xin nhé thông chương mình nè thông chương bí đo nè và CL input value B xin B chừng pi này cứ bạn nên là thế vì năng load cursor bảo ai bị cho đầm lại ai a hay năng ai b chừng b này a năng b này năng miên đầm lại đại vì tốc cái này nó không ram computer bao nhiêu người ta không niệm mình đã nhận đúng
the time ca bắt đầu ao ấy user để code bàn bị chỗ nè bàn bị chỗ bắt đầu mà tiếp cứ nhóm sẽ code xem rap output một mình cái này mình input cứ thời miễn output là hình chứng dân bị chỗ bên đây thì hình dân ban cùng nó đồng lại a đồng b nó không cùng computer phải nhớ là define thà s mà bên này b mà bên này hình trong tin mà với nhau là bạn làm mấy tin mấy cái file này tự dân file tin được vì muốn bạn output chẳng nào bạn see i value s mà boss nhà operator đấy mà bạn nó cứ giải đáp hàng cho đấy nè thế nhé bạn to đấy nè bạn năng nó chân dân bị cho em ăn việc hàng về năng này tạo nhầm ran tên máu ran bạn như thế nè nó phải đại dương ở xe xe in đấy nè bạn xe in là nhầm thang tên này thay mình nó cứ thế vì chụp đào ở ở web thì nó cắt sơ nè ở dân bị cho tên này keyboard nhưng trong bị cho đầm lại s mà thọ s mà rồi đó bà bis mà mình bis má há há sập toán hay in enter thôi nhé chân mà đây ta a đang bí cứ hơi rít trên keyboard đấy từ bốn này cứ a đang bí cho bạn đang vào chỗ keyboard về đang đá chop thì cho bạn đang đá sơ tập mình đi chân code cứ bị execute pillar pillar nè pillar cho chrome hay pitch pain tới đám rồi gặp pitch pain tới đám hay pillar cho chrome chân này 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 toán là pitch pain tới đám bà pillar cho chrome toán bà chân về bị chỗ a đang bí tạm giải keyboard chúng A ban mạng, B ban mạng cứ việc output làm như thế này nè. Thế, nè display ạ. A mà rồi, B mà hạ sập. Bà phát bốc mà rồi, bốc hạ mà hạ. Đó mà hạ sập, con mà phạm phôn, chạy. Mà mạng, chạy mà đồng phi. À chạy phát môn bà đi thầm mấy này cái đứng. Chạy phát môn. Chạy cho xâm ngào lắm. Bà chạy cho xâm ngào. Chạy cho xâm ngào lắm. Tôi nói cái gì vậy? Chạy tới cứ chạy cho chóm, chậm lại. Mà rồi chạy đang hạ sập ban trở lại mạng, trở lại với smart phi mà này. Chứng cứ smart, smart phi. Mà rồi chạy đến 2 sub smart mà mến. Smart smart mà sổ. Chứng này cứ sổ này. Chứng này à chăng à nhà chạy này cứ nhà chạy dốt smart. Anh ấy cứ dân dốt A bộ B hay bộ thay mà bọn đến đấy. Nên chẳng nắng cứ bạc nắng. Ok. Tỏ, như chúng nói đấy, thì phụ bị đổ chúng phụ ở ní mùi nắng này. Bà, cột mùi nắng. Ở đây này. Ở bên này cứ gọn đi. Đã xây dựng bên chúng nói đấy bà. Stop. Nè, xem tìm mùi bà bên chúng nói đấy. Tôi chúng mình cái input output bằng nắng. Admin thế rồi ok good tỏ đẹp xinh tiện bạn nhé mình mình bạn nhé là sao đây bạn nhé đẹp xinh tiện ấn này tán cái địa xa chỉ làm tán địa xa xem tí mùi ra mình mà nè bà tỏ ấy nè ấy thế rồi ok nâng này hay bờ ní ai mơ video đồ để nhóm nhà ơi mà xa tiết bán á ai mơ xa lần vinh hay riêng sạch xe à tập phân nâng này chơi mất á chúng khán bớt xin ở chat thì tôi hát sơ sơ nhóm summary của mình hát sơ sơ ở trang mà store ở vô làm pin tạo phổ biến này bạn đầu tiên là nhóm ở riêng tâm riêng mục tiết nhóm đã làm hát ở thua thế nên hát sơ sơ para được bán đấy này và chẳng thế này sẽ tẹo sẽ run error run error bình nhắn error tạo buôn pram đó ở ram sẽ phải bất công tôi chào đấy bạn chẳng chỉ vì anh cắt lắng chỉ vì anh cắt lắng cứ hát và hát cả sơ sơ đấy tôi bây giờ khóc nhưng từ khi đến hát sơ sơ đây và hát sơ sơ đau ham đau tiệt đau ham đau tiệt to tại vì làm hồ với flow từ rồi lối nữa bạn đang bệnh dương bạn đang thấy dương increase hay dương increase này bạn dương ca lớn này ta ok chương trình ở đây thế này bạn vô hãy của dương riêng C programming thì dương đăng hãy bạn cứ đôi khi thế bạn ta ở lớp mùi tiệt anh ấy cứ tự tu nâng ca và cả nhận đầy mình lại chung rồi mà đó này ok cứ nấy cứ những bạn hay được phá thế chào đấy từ xe trang mắt bạn xe trang mắt hay nếu cứ in men được như thế thì đã lại để in men chứ mình làm xe à basic là trang mắt hay đi thân sửa đồ để chào cái nhé càng nói cứ chỉ càng nghe để dân chọn phơi này dân chọn phơi kì bạn chứ là không simple dân cứ càng nghe phải dân cứ viết miếng trái này cứ ao dân riêng mua là than cứ sầm khán cứ ti mua cứ score làm pi ảnh nhạt ca và ca ảnh nhạt bạn na bạn thực tam càng nghe được cái chọn bàn thì vì cứ ca phải cho thần này vì khi bỏ ở bộ lại bỏ mới nâng bà ca trong làm lại vô mà thôi calculation kệ là nia thôi ai mua vậy nè hay những output này nó trên mà quỳnh anh ấy cứ một phần nè input hay những output đó nè bà hay dương to thì mới tiếp nhưng còn là score cái hai tháp program mới còn sub tự tung chúng mới từ nâng ở tập hệ loop statement tự tung chúng mới nâng tập hệ control statement tự tung chúng mới nâng tập hệ array tự tung nâng tập hệ array object bà tự tung chúng mới từ nâng function chứ nè bà tự tôn chúng mới tận năng OOP object oriented programming được không C++ miễn được không C++ programming miễn tên đấy tự tôn chúng mới tận năng structure bà tự tôn mới inheritance concept polymorph bà inheritance polymorph overloading constructor vậy nè anh đang phục vụ cái C++ OOP nơi mới riêng trong cái đó nè để mới riêng concept OOP để cái apply trang từ là language level high level nè
Input, output, search, sort, delete, update. Bọn anh ấy cái tiếng ngọt phô để chết thật phân đăng tức là nó cứ cứ vậy. The language chính thức kê riêng năng định kênh này. Input, output, search, sit, delete, search, sort, delete, update. Đó, anh ấy cứ kê thơ bạp nè. Ok, lớp đầm nạ cá nhé, cứ đầm nạ cá. Input, output, tí tích nhưng đi ra đầm nạ cá thì tôi làm control sẽ tầm mân. Bà có phương sẽ tầm mân mấy cái đại lạc khán nữa. Bà nó cứ programming của VV để cả nạp vào point way chắc thì tầm mình lạc khán nhưng tầm nó cái đại lạc khán ở system thì chưa thưa càng như đây là mấy cái đó và tam ca cũng nói user như thế và cho nội từ họ chúng ta và chương viên miên là mấy điên cứ cứ đang sầm khăn khăn viên đàn 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 những này và chương trình chụp viên là p một tiết và chương ngày đấy cứ nhóm ban này nhóm ban này clear integer id string name và gender hay là age và nát anh thơ mấy tiết anh nói với anh nhóm phải cái gì id name là gender hay là age đấy cứ chia phần hết vài đó bỏ để nhóm declaration the time tên này robot để variable để tục năng cứ nhầm tăng ai đi cứ chỉ identity mình chỉ in name hay năng gender cứ chỉ string ha đây bạn nhầm bạc cái name năng gender chỉ string là cái ai fly ban mà bảy chmua bảy bốn ba chmua tục bảy chmua bạn name chỉ tục tục chmua chia sau là ngay chmua chia sau ok ok chmua chia sau nhưng mà bạc cái string mà a nhưng cứ chỉ dụ mình là chấm nút này chấm cốt này này dụ mình là đọc cho nam mà page nam sang cho nam mình đấy và chúng mình tăng define chỉ in cho và chúng là nó cứ chỉ cái bậc cao nhất nó cứ việc chạy sai từ nó của pattern này để việc tốt hơn đấy sẽ chúng tăng a chúng tăng tới gì chúng tăng tới gì string mà là chúng người thọ a nhưng sắp tới kê phải chỗ mà chúng mua thôi ở dụ cái ở dụ smile cái ở dụ smile sục trợt vì trợt nó người tính lô gì nhưng mà vì trợt ở trợt mình này và chúng mình này thà ấy nó cứ tốc đầm lầy cứ chỉ chấm nón cột, bà chấm cột này, đọc mà pay này, ta nói bà, chương dương cố tại declare với nó, cả declare với cứ int, chương cả declare variable này mình sẽ tại declare in float long là khơi tam ca đã, phải dương thế, cứ dương tại đăng thay variable để cái ai mau đó nghe, bà cứ vía cua tại tốc ấy nó, thì cua tại tốc chia lại cái này ấy kì, cả ta đặt tại thay và pay tại này này variable đó nghe, bà chương dương dương và cả tam năng nào, chương app này càng chơi cái ta data type ประเภทตัวไหน data type in C++ int int string char float ball นะตอนนั้นบ่านั่นก็ data type data type data type คือประเภทตัวไหนอันนี้ก็คือ variable variable ตอนนั้นบ่ามันเป็นยังไงโอเคต่อมาสุดท้ายมันบวนไลน์นี่คืออะไรทำไมบ่าคือดาดาดาเลยคือเนี้ยวิสมาหนึ่ง print scan ในขนมภาษาโปรภาษา C programming ยังปริบทิพย์ยังชอบทำแบบนี้เยอะบ่าวิสมาหนึ่ง print ให้หนึ่ง scan ยังไงบ่า print input ยังมา person id scan ยังไงบ่า hero id hero d ในไอ้ and id ยังไงเลยบ่ามัน C C programming นะดับไป C plus ยังใช้เรียงสโตร์เลยนะ admin ประกาศตามระยะ format hero id hero d ไงตอนนั้นบ่ามันจะไงเรียง C programming admin นี่นะ admin hero d hero c ได้ตอนนั้น